Thưa quý vị, sau khi xuất hiện hai chuỗi lây nhiễm mới liên quan cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, những ngày gần đây, các địa phương liên tục ghi nhận các ca mắc liên quan đến địa điểm này, đặc biệt tập trung hầu hết ở các chợ truyền thống. Siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ là yêu cầu quan trọng lúc này để kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng. Tập trung rà soát, xét nghiệm ngay các tiểu thương buôn bán mặt hàng thịt cá tại các chợ là biện pháp cấp thiết được các địa phương làm khẩn trương những ngày qua. Thông qua xét nghiệm sàng lọc đã có nhiều trường hợp liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Tiến hành khảo sát, xác lập danh sách và tiến hành lấy mẫu ngay các hộ buôn bán cá lẻ tại các chợ, kể cả các hộ kinh doanh thịt heo, các địa phương. Vận động những chủ hộ buôn bán này trong thời gian mà đóng cảng cá thì phải tập trung ở nhà, không ra ngoài. Đến nay đã có 12 chợ truyền thống phải tạm dừng hoạt động vì liên quan đến các ca mắc COVID-19. Nguy cơ thêm các chợ khác phải đóng cửa trong những ngày tới là hiện hữu bởi chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn tỏa đi nhiều nơi. Để đảm bảo cung ứng thực phẩm cho người dân, lãnh đạo thành phố yêu cầu phải tính toán việc luân phiên các tiểu thương bán hàng thiết yếu tại các chợ. Nghiên cứu phương án Sở Công Thương phương án là thực hiện cái 50-50 cái người bán hàng. Mình đã quy định cái mặt hàng thiết yếu rồi, nhưng mà trong mặt hàng thiết yếu thì cũng giảm 50% cách giảm với nhau để mà khi bán hàng như thế. Thì là ở trường hợp cái kíp này bị, chỗ này bị thì vẫn có thể duy trì được cái chợ đó. Cùng với việc luân phiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu lúc này phải siết chặt phòng chống dịch tại tất cả các chợ trên địa bàn, bám sát theo công văn 5858 của Bộ Y tế. Tổ chức mua hàng theo cái quy định một chiều này, nghĩa là người vào một cửa, đi ra một cửa chứ không có quay lại, lặp lại. Rồi kẻ vạch phía trước cái để giữa khách hàng với người bán hàng này, hàng loạt thứ là người ta quy định trong cái 5858 này, nhưng mà chắc chắn là mình cũng chưa triển khai hoặc là triển khai chưa nghiêm túc, thì tôi đề nghị thực hiện cái việc này. Thực tế thì sau thời gian đầu thực hiện chặt chẽ, có quy củ, gần đây công tác phòng chống dịch tại nhiều chợ truyền thống có lơ là, chủ quan. Cụ thể như việc kiểm tra và quét thẻ đi chợ theo mã QR code cũng được thực hiện, nhưng còn nặng hình thức bởi theo ngành y tế, khi kiểm tra dịch tễ thì có tình trạng nhiều người thay phiên dùng một thẻ đi chợ. Thông điệp 5K cũng chưa được thực hiện nghiêm túc. Vẫn có trường hợp là hộ kinh doanh là coi như có đeo khẩu trang nhưng mà đeo không đúng cách, thì chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần và như vậy là cũng đã tranh là 30 mấy hộ là chúng tôi đã nhắc nhở, và trong đó là có xử lý là 3 trường hợp tức là không đeo khẩu trang, thì chúng tôi là xử lý đình chỉ sử dụng mặt bằng kinh doanh là 5 ngày. Những ngày gần đây, dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Ngành y tế nhận định nguy cơ là rất cao bởi dịch đã lan ra 47 trên 56 xã phường. Chợ truyền thống vẫn là nơi tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch lây lan nên phải siết chặt hơn nữa ở khu vực này.